quý vị, chỉ còn 5 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đà Nẵng đã chuẩn bị nhiều hoạt động hấp dẫn và đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp, cũng như an toàn thân thiện và đảm bảo phòng chống dịch. Với công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, kỳ vọng sẽ tăng nhiệt, thổi bừng sức sống cho du lịch Đà Nẵng trong những ngày đầu xuân mới 2023. Với mong muốn có thể đón và phục vụ người dân cũng như du khách một cách trọn vẹn trong dịp Tết này, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đã bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cứu nạn cứu hộ tại bán đảo Sơn Trà và dọc hai tuyến biển. Với bán đảo Sơn Trà đón khách tham quan với một số tuyến đường gồm tuyến Ít Kiêu đến Định Bằng Cờ, tuyến từ ngã ba Lê Văn Lương đến ngã ba Bãi Bắc, tuyến đường nhánh Suối Đá. Bên cạnh đó, với các địa điểm du lịch mở cửa phục vụ xuyên Tết tại bãi biển, Ban Quản lý cũng giới thiệu trên các trang thông tin của đơn vị để du khách có thể biết và đến sử dụng dịch vụ. Chúng tôi đã có cái công tác chuẩn bị, ví dụ như là dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ các bãi biển và các cái điểm dịch vụ, các cái khu công cộng. Thì chúng tôi trang trí thêm những cái khu vực mà trang trí Tết để người dân có thể là chụp ảnh check-in ta với những cái mô hình mà liên quan tới cái Tết của Việt Nam. Nhiều khu điểm du lịch trên địa bàn cũng chuẩn bị nhiều hoạt động hấp dẫn đón khách. Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng cũng tổ chức hoạt động in tranh dân gian đồng hồ mèo đón xuân, tô tranh mèo từ ngày 22 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2023 và không gian check-in chủ đề Tết Quý Mão. Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình trải hội đầu xuân vào ngày 28 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1 năm 2023. Bên cạnh đó, tại khu tổ hợp Đà Nẵng Mikazuki Travel Resort and Spa, từ nay đến ngày 28 tháng 2 năm 2023, cũng tung ra nhiều chương trình ưu đãi sâu dành cho khách, đặc biệt là các gia đình. Và khu tổ hợp này dự kiến sẽ thu hút một lượng lớn du khách với công suất phòng dự tính các ngày đều trên 80%. Các khách sạn resort trên địa bàn ghi nhận lượt đặt phòng khoảng từ 50-60% công suất trong dịp Tết này. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, lượng khách quốc tế đặt booking đến thành phố trong dịp Tết âm lịch tăng trưởng chiếm 2/3 trong tổng số khách lưu trú. Đặc biệt, lượng khách quốc tế vượt trội hơn so với khách nội địa so với cùng kỳ các năm trước. Đây là tín hiệu mừng khi Đà Nẵng đang phục hồi du lịch quốc tế. Công tác đón và phục vụ du khách trong dịp Tết được ngành du lịch chuẩn bị tốt. Tết Nguyên đán sắp đến thì không riêng gì vào dịp lễ hội du lịch Đà Nẵng, trong xuyên suốt hàng năm cũng như mỗi ngày thì chúng tôi đều nỗ lực để giữ gìn điểm đến Đà Nẵng an toàn, xanh sạch đẹp, cũng như là đảm bảo cái chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ để du khách đến Đà Nẵng có thể yên tâm và hài lòng với điểm đến. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề, lãnh đạo thành phố đã đề nghị các sở ngành địa phương cần tiếp tục quán triệt và tăng cường thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế để tạo điều kiện cho người dân, du khách, du xuân đón năm mới tại thành phố an toàn, vui tươi.